Khuôn mặt hài hước của hai bé mèo được Sen đưa về quê ăn Tết. Sắp đến Tết rồi, không biết các bạn đã về quê hết chưa? Còn cô gái này đã cùng hai bé mèo nhà mình khăn gói lên xe rồi nè. Đây là lần đầu chị mèo trắng này được mẹ dẫn về quê nên còn là bỡ ngỡ lắm. Cứ tò mò nhìn hết cái này đến cái khác, lâu lâu lại nghển cổ lên xem phía trước có gì, ai làm gì mà lạ quá. Trông cái nét ngờ nghệch này mà bắt cười hết sức. Còn bên trái là một anh mèo khác, bạn này lớn hơn nên là cũng đã theo mẹ đi được mấy lần rồi. Nhìn điềm tĩnh ngoan ngoãn, khác hẳn kiểu. Chuyện đời anh đã trải qua nhiều, đâu như con nhỏ kia vẫn còn non dại lắm. Được cái hai khứa này tuy phản ứng trái ngược nhau nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn hết. Chứ nếu không lại phải khổ người mẹ một nách kẹp theo hai đứa con thơ thế này. Năm hết Tết đến, chúc cho chị gái cùng hai bé mèo sẽ có một cái Tết thật hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Chúc cho tất cả các bạn khán giả năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Về nhà ăn Tết thôi mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.